chúng ta chuyển sang phần hai nhỏ đó là các hình thức kinh tế đối ngoại à, thứ nhất à, chúng ta nói đến một cái hình thức đầu tiên đó là ngoại thương ngoại thương là một cái hình thức kinh tế đối ngoại mà có từ lâu đời tức là đây có thể coi là một cái hoạt động mang tính truyền thống à, ngoại thương chính là một cái hoạt động giao lưu buôn bán của quốc gia này với quốc gia khác tức là hoạt động mua bán giữa các quốc gia với nhau à, chúng ta gọi đó là hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu À, các nước sẽ xuất khẩu những cái gì mà là thế mạnh của nước đó và nhập khẩu những cái gì mà nước đó cần ví dụ như ở Việt Nam chúng ta thì những cái sản phẩm xuất khẩu là thế mạnh của Việt Nam là những cái sản phẩm từ nông nghiệp ví dụ như là lúa gạo cà phê vân vân à, và một vài những cái sản phẩm khác à, những cái sản phẩm hàng tiêu dùng hàng thủ công vân à, vân à, ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy một cái bảng số liệu à, để biểu hiện cái kim ngạch xuất nhập khẩu ở Việt Nam từ năm 2009 cho đến năm 2012 à, có một cái sự biến động và thay đổi đáng kể tuy nhiên thì đến năm 2012 thì cái tỷ lệ kim ngạch xuất nhập khẩu à, đã ở một cái mức độ là cân bằng hình thức thứ hai đó là hình thức hợp tác đầu tư quốc tế đầu tư quốc tế thì có hai loại hình đầu tư đó là đầu tư gián tiếp và đầu tư trực tiếp đầu tư gián tiếp hay còn gọi là vốn ODA thì đây là một cái hình thức mà chúng ta nhận vốn tín dụng của nước ngoài để tự sản xuất và kinh doanh ODA thì cũng có hai loại đó là vốn đầu tư hoàn lại và không hoàn lại à, hoàn lại ở chỗ đó là chúng ta sẽ vay à, vốn tín dụng của nước ngoài để tự sản xuất và kinh doanh với một cái à, mức lãi suất là ưu đãi hoặc là không lãi suất trong thời gian khá là dài thế còn ODA không hoàn lại là cái nguồn vốn mà nước ngoài họ sẽ đầu tư vào các công trình công cộng Ví dụ như là y tế, giáo dục, môi trường, vân vân. Biểu hiện thứ hai của đầu tư quốc tế đó là vốn đầu tư trực tiếp hay còn gọi là FDI. Đây là cái nguồn vốn đầu tư mà các cá nhân hay là các doanh nghiệp sẽ xây dựng nên những cái doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc là góp vốn với các cá nhân, tổ chức trong nước để cùng sản xuất và kinh doanh. Hình thức thứ ba đó là hình thức hợp tác về khoa học và công nghệ. Đây thực chất là cái hình thức hợp tác và sự chuyển giao công nghệ giữa các nước, tức là các nước sẽ cùng tham gia nghiên cứu, sản xuất và xuất khẩu những cái sản phẩm mang tính công nghệ. Và hiện nay thì cái sự hợp tác về khoa học công nghệ biểu hiện chủ yếu ở cái việc là chuyển giao khoa học công nghệ giữa các nước với nhau. Hình thức thứ tư, đó là hình thức hợp tác tín dụng quốc tế. Hình thức hợp tác tín dụng quốc tế được biểu hiện thông qua ngân hàng quốc tế hoặc là giữa các ngân hàng của các quốc gia với nhau. Và thứ năm là một vài những cái hình thức kinh tế đối ngoại khác, ví dụ như là hợp tác về lao động, ở du lịch quốc tế hay là những cái hình thức kiều hối, vân vân Rất là nhiều những cái hình thức mà biểu hiện cái quan hệ giữa quốc gia này với quốc gia khác.